cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Các em thấy chị ba có đẹp không? Ai mà nói xấu chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng, chị ba cạp cưng, chị ba cắn cưng. Trời đất ơi, có ai mắng mọc lèo lẹt như chị ba không? Các em có biết chị ba là ai không? Chị ba là nữ thần nhảy múa. Chị ba cũng vậy. Và ước mơ của chị ba là làm những điều vĩ đại. Anh Nghĩa đã làm MC. Dạ, chào chị ba. Trời ơi. Chị ba bữa nay sao tự nhiên tao nói thu gom là còn có chút ép vậy nè hả? Chị ba. Chị ba nghe. Chị ba có biết là ai nghệ sĩ nào đóng cái vai này không? Chị biết. Ai? Nghệ sĩ Thành Lộc. Ừ. Rồi còn chị ba có biết là lúc đó em đang đứng đâu không? Này nè em nè, đó. Trong cái tuồng này nè, em làm vai gì không? Chị ba Hùng có biết. Hỏi nữa đi.
Chắc là bởi vì chị ba chỉ coi đúng cái đoạn này thôi, thành ra chị ba không coi tới cái đoạn mà em đóng. Em đóng giả mang ăn cướp trong đó đó, nhớ không? Vậy hả? Ừ. Trời ơi, tôi xỉu với chị ba này chứ. Trời ơi, ba lanh quá hả? Đi à. Ừ. Đây là một vai diễn của nghệ sĩ Thành Lộc, và ngày hôm nay bé đã tái hiện lại hình ảnh của nghệ sĩ Thành Lộc trong cái vai nữ thần nhảy múa. Một tràng vỗ tay cho bé An Khang. Duyên dáng quá. À, không biết giám khảo Quang Lê nghĩ gì với tiết mục này? Wow, rất là bất ngờ. À, chú chưa bàn về phần diễn của con, nhưng mà chú rất là thích mà. Bây giờ trước tiên là chú hỏi con bao nhiêu tuổi đã? Dạ, con 5 tuổi. Trời, mới có 5 tuổi. Rồi bỏ tay luôn. Nói còn ngọng nghịu á. Mới có 5 tuổi thôi đó. Wow. Nói chung là khi mà chú nghe con hát giọng thường, rồi có một lúc mà con hát mà con lên cái giọng gió đó, chú mà còn làm không được mà con làm được. Con 5 tuổi như vậy là con quá giỏi, ngoài tưởng tượng của chú luôn á. Cái lúc mà con nói chuyện mà con trả treo với Đại Nghĩa đó, chú thích còn ghê nữa. Bởi vì chú Đại Nghĩa bị con chặt chém, cho nên chú Lê sướng ghê lắm. Về bé Khang thì lần trước con nói nó nhanh, nhưng mà lần này thì con lại tiết chế được, con nói chậm lại. Thì mọi người đã hiểu được con nói và nghe rất là rõ cái lời của con nói. Và con cứ tiết chế như thế, nó nhẹ nhàng lại, chậm rãi lại, và biết cái chỗ nào mình có thể là điểm nhấn để gây cười cho khán giả, thì lúc đó là con phải nhấn cho nó đúng cái thời điểm, thì con sẽ lấy được tiếng cười. Còn về cái độ lanh lợi của con thì chú đã nhìn thấy từ những tập trước rồi. À, chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Rồi, chúc mừng chị ba nha. Chị ba có muốn hôn mọi người nữa không? Hôn đi. Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Dạ, em cũng xin được hôn chị ba. Cảm ơn chị ba. Dạ, con kính chào quý thầy cô, quý vị khán giả. Con tên là Đỗ Hải Minh Vy, năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là ca hát. Sau đây là phần dĩ thi của con. Bài hát được mang tên Quê Hương. Mấy chú ơi, khoan mở nhạc cho con đọc thơ mấy chú ơi. Quê Hương. Quê Hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Khẽ ngọt cho con chèo hai mùa.
rất tuyệt vời luôn con, rất ngọt ngào. Và một phần trình diễn 2 trong 1, vừa hát vừa múa luôn. Một cái hố tay cho bạn nhỏ của tôi. Trời ơi, quê hương con ở đâu? Con không biết. Thế nhà mình ở quận mấy? Con ở quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Hồi xưa giờ mình đẻ ra là mình ở đó luôn phải không? Dạ, hồi nhỏ là con ở nhà cũ, bây giờ con đổi nhà mới. Nhà có điều kiện, mọi người thân mến. Dạ. Vậy nhà cũ của con có mấy lầu? Lúc đó là con vẫn còn trong bụng mẹ. Ôi trời đất ơi, lúc đó con không biết. Dạ. Vậy giờ con qua nhà mới nè hả? Nhà mới có thang máy không? Nhà mới con không có thang máy, nhà mới là cái nhà hồi nãy con mới nói. Biết rồi, biết cái nhà mới đó rồi, nhưng mà cái nhà đó có lầu không? Dạ có. Có lầu luôn phải không? Đó, dễ thương. Rồi, cười tươi lên. Bởi vì là ngày hôm nay, với phần trình diễn của con đã được sự lựa chọn đến từ lớp học của cô Tommy và cô Huỳnh Minh. Con thích quá à. Con đọc mấy câu thơ là cô muốn bấm rồi. Nhưng mà cô để chờ thử con hát như thế nào. Và cô không có thấy thất vọng khi mà con hát câu đầu tiên. Rồi càng về sau con càng cho cô cái cảm giác rằng là một cái quê hương rất là đẹp. Và cô hỏi là tại sao một em bé có 5 tuổi thôi mà lại giỏi như vậy. Nên là cô không tiếc một phiếu cho con, cô bấm ngay. Con về đội của cô thì cô sẽ cho con càng ngày càng tỏa sáng hơn nữa con nha. Dạ con cảm ơn cô. Dễ thương quá. Cô Mến nó nói gì không? Cô Mến cũng rất là đồng ý với lại cô Tommy nè. Cô Mến thấy là con trọng trách của con hôm nay á, là gấp mấy lần với bạn khác. Mấy bạn khác cũng vừa hát vừa nhảy đúng không? Nhưng mà mình vừa múa vừa hát nè. Và cái điệu múa của mình nó có cả 2 cái nón lá nữa. Và mình có một cái micro nữa. Nhưng mà cái cách con xử lý rất là bình tĩnh. Con xứng đáng được đi tiếp và con sẽ tỏa sáng. Cảm ơn các thầy cô. Rồi nắm tay nhau mình về với đội của mình đúng không? Nắm tay nhau mình về với lớp học của mình. Xuống 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 nhẹ nhàng thôi đó. Rồi chạy về dưới luôn. Quá à. Người nhau
một tràng pháo tay cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tú My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi. Nhưng mà cô thương vì cái điều đó, cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa. Con hãy về đội của cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích. Con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này, xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thế ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục. À, thuyết phục. Anh Đại hiền lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài giọng cổ này. Hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài giọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô giọng cổ. Thì cái phần đó con lại bị điểm trừ. Con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho 9 dây. Nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống giọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm. Con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Xin được cảm ơn các thầy cô. Và bây giờ sẽ là sự quyết định của con. Con sẽ về với lớp học nào? Dạ thì con rất là yêu các cô, yêu thương các cô chú, nhưng mà con chỉ chọn được một lớp thôi. Dạ con chọn. Chú Đức Đại. Chúc mừng con, xin mời con về. Đau lòng quá. Dạ con xin kính chào quý thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Dương Ngọc Hà. Nghệ danh của con là Candy Ngọc Hà. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con rất vui khi được mặc áo bà ba, mang dép râu và đeo khăn rằn. Mọi người biết con hát bài gì không ạ? Con hát bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Từng bước dừng dài, dễ trùng đôi mắt em mở to trong giấc, hàm mi sáng.
dù trong khó khăn dám em sáng là cũng em sẵn sàng. Bắn. Cưng quá, gái em, dạ vỗ tay cho Ngọc Hà. Trời ơi, con ơi, cưng quá. Con ơi, con cưng quá con ơi. Cô yêu con. Con ở đâu con xuất hiện vậy? À, đứng yên đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa. Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây là cô Tú My nha. Cô May dạy cao nãy là chú... cô đi chậm hơn chú thôi, chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa, bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con, chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này, con hát xong rồi, con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui, đúng không? Mọi người thấy hay không à? À. Thật sự hồi nãy khi mà con bước ra, cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Thầy Đại định nói, thôi con khỏi hát đi, con về đòi thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té rạp, không ai nở mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi, là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè. Con về đội thầy nha con. Không biết sao con bấm trễ hơn chú Đại không? Tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó, mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi, chưa bấm bé. May là con còn hát. Cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh, mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói y, hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? À đúng. Fan hâm mộ của con, bây giờ con phải về với thầy Đại. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy cô giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Xù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa hả? Cô á, cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. À, đó, con thấy chưa, lên sân khấu bên đây là cô Phạm Lịch nè. Bên đây cô Huỳnh Mến nè. Cô là người làm chứng hồi nãy á, là khi mà con vừa bước ra sân khấu á, chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó coi. Con nhớ đoạn đó không? Con nói là con bắn đúng không? Chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi. Phải bắn chú Đại với cô Lịch Xỉu đi để về đội cô Mến chứ sao. Mình á, bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình hương mất gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy không? Con biết nè cô con biết nhảy, nè. Nhảy con biết nhảy con biết đúng nè. Không? Cô biết là con biết mà, mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn. Giống như bây giờ con đã xinh đẹp đúng không? Con xinh sẵn rồi. Đó, đây chị đang nói. Bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa. Xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nè bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Dạ hết rồi.
Bây giờ mình về chỗ để cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ. Đó, còn dụ nữa. Lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn. Chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và góp ý cũng như là chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn thầy cô ai con cũng thích hết. Nhưng mà tiếc quá, con chỉ chọn về được một đại thôi. Thì con sẽ về đại của... của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Xin mời con. Thank you.
Và đó chính là Phương Nhi. Con mới cất lên câu đầu tiên là cô rất là thích rồi. Bởi vì con sở hữu một chất giọng rất là khỏe, bắt mít và dày nữa. Độ vang rất là tốt, cái biểu cảm trên gương mặt cũng như là giọng hát của con rất là tốt. Tuy nhiên rằng con vẫn có một số cái hạn chế nhỏ từ cái vấn đề là rung những cái chữ, con còn thiếu cái đó. Thì nếu mà con về đội của cô thì cô sẽ giúp cho con cải thiện và càng ngày càng điêu luyện hơn về cái kỹ năng đó. Xin cảm ơn cô. Nhi ơi, không phải là bấm trước là được là ưu tiên đâu con. Con phải nhớ là khi mà con bước ra là con mặc cái bộ áo dài là chú ngay là cái này là thế nào cũng hát mang âm hưởng dân ca rồi. Âm hưởng dân ca là phải về đội của thầy Đại. Mà tại sao thầy Đại bấm trễ? Con bước ra con giới thiệu con 11 tuổi thì thầy phải nghe con kỹ hơn các bạn khác. Bởi vì mình lớn hơn mà thì mình phải bị soi nhiều hơn. Anh hả? Em không hát dân ca hả? Sao mà hát dân ca là về đội em thì trữ tình nhiều hơn, còn anh dân ca nhiều hơn đó. Em hát trữ tình vậy phải không quý vị? Không thì em trữ tình là nhiều nhưng mà mọi người là em là ngọc nữ bolero, còn anh là bên là mà... dân ca. Vậy bây giờ nói có sách mắt có chứng, Tố My hát một câu dân ca nè, đến làm lại thầy Quốc Đại các bạn nè. Con mở áo đỏ đúng không? Cô sẽ đúng hát một đoạn trong bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre nha. Bầu sang phà rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiến và bầu vàng phù sa. Mặt đó, người con ơi, xanh nước biển. Con đang mặc áo đỏ. Con phải về với cô nha. Áo màu xanh nước biển luôn kìa con. Đỏ với xanh nước biển con ơi. Mà đặc biệt cô mến bật mí nè, cô Tố My có quà cho con á. Đúng đó. Rồi. Nào My hãy tặng quà cho con. Đây con nào, nhanh lên. Con lúc nãy là cô đã mua đội chú Quốc Đại rồi nên bây giờ cô quyết phải lấy lại thôi. Từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Xin mời cô Phạm Lịch. Khi mà con bước ra sân khấu ấy, sau khi phần giới thiệu con xong ấy, nhạc nói lên một cái là cô phải quay qua nói chú Đại là trời ơi, sao chuyên nghiệp quá vậy? Chuyên nghiệp quá vậy? Quá chuyên nghiệp luôn. Gọi là những cái sai sót ở trong một cái tiết mục của mình là đôi khi nó sẽ vẫn xảy ra. 9 trên 10 là mình không tính rồi, nhưng mà cái này là cô thực sự là rất là phục con. Con cứ lấy quà đi con, lấy đi rồi về đội của cô. Con ơi! Đây, con hồi nãy cô mến có nói là bây giờ con có về đội thầy thì quà cũng sẽ được tặng đó. Thì đúng đó, bây giờ nói chung là tặng quà là sẽ tặng quà đó. Dạ, phù dạ. Hợp với con đúng dạ, không? Dạ, thầy Đại với lại cô Phạm Lịch là cảm ơn cô My với lại cô Quỳnh Mến đã lên tặng quà cho con rồi. Trời dắt ơi, con về đội Kim của thầy tới mức đó dạ. Mà họ vẫn chạy mình lên đón khuya à. Đứng đây đi, cô Mến với lại cô Mến với cô My là dắt con về với mình. Bây giờ con có rất là nhiều quà. Không biết là con thích quà gì vậy? Nè, con muốn cái nào? Con có thích ăn bánh bao không? Trời ơi. Giờ chẳng lẽ tôi lên nữa trời. Bánh bao dễ thương. Hai cô. Đây. Hai cô. Ê, con có thích cái hai chú. Hai cô. Tặng quà xong để con quyết định đi. Lâu lâu mới có cơ hội con ơi, lấy Đại đi. Mà lên tranh thủ tình cảm lâu quá vậy. Ủa sao lên đây rồi? Rồi thôi, gì đừng, cũng lên, đừng, người ta đừng, có đừng tao có lên chứ. Con tôi nữa rồi. Trời ơi, tóc con thơm quá. Trời ơi. Tình là anh ơi, đừng nói nữa, đừng nói okay. nữa, để cho con bình tĩnh. Rồi con, xin mời con. Con thích không? Lấy đi con. Con lấy hết cũng được. Vậy là con hơi giải hết luôn cũng được. Con cấm tôi nói mà cho bển nói vậy. Thôi đi nè, giờ hai bên luôn bây giờ mình. Chừng nó không có giá trị á. Bây giờ mình không nói luôn. Không bây giờ con rất khó dụ quá. Rồi, bình tĩnh. Rồi con. Con chọn quà đi, con thích quà không? Hay là con nói là con không thích quà luôn? Con về với đội nào, con nắm tay đội đó con về luôn nè. Dạ, con về với đội nào, con nắm tay đội đó. Cô hồi hộp lấy con ơi. Cứ lấy đi. Ừ, con cứ thoải mái thôi. Ê, cô mến nha. Rõ ràng. Tai thầy nó. Cô mến đưa quà đây. Thôi bây giờ cho em chọn đi. Dạ là cả hai đội con đều yêu thích. Nhưng mà con chỉ chọn được một đội thôi. Nên con xin chọn đội. Dạ đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch ạ. Vậy là vừa mất quà rồi vừa mất luôn thí sinh. À
Giang Phai Thanh Kiều. Ôm cái đi, lấy hên đi, ôm cái lấy hên đi về. Hèn chi con nó không dám nhận quà. Thôi nhưng mà đã nói rồi, con cứ nhận mà, đúng không? Cô cũng tặng cho con hết nha, con cố gắng nha. Trời ơi, tí dễ thương, một tràng vỗ tay cho em nhỏ đó. Rồi, chúc mừng con. Chúc mừng Thương Nhi đã về với đội thầy Phước Đại. Kính thưa bà con cô bác, tối đến nay tại Bến Phà, xã Phước Khánh, đoàn tạp kỹ vui nhộn của ông Năm Tài Tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ. Với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Vũ Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơi. Rồi ơi mấy đứa. Rồi rồi nè nè, đội mão vô nè con. Rồi rồi bà con tới rồi đó hen. Rồi, nè mấy bộ đồ này hen. Ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó, bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông Hoài Linh ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho bận vừa y chờ. Đó, được. Ủa tôi có Thanh sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á, cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt, ngồi nghỉ. Cha thế con. Rồi, chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị chưa? Rồi, rồi, lên, 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 vô, chuẩn bị nghe. Mở màn. Dòng sông lấp đang tràn sang cõi bờ, vẫn làm trái ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phụ nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, dặm sâm lăng tấm đông lan tràn cõi bờ, bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Xe xua kim ngàn đời không phôi phai, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Quân trúc mã sơn lâm, xin lỗi bà con nha, không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. Dạ xin cảm ô bà con, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nha, bữa khác quay lại con nha. Rồi, nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi
hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sọp bữa ha. Đi đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ để tao lột được. Nè. Ăn ăn chia qua đây con. Cha ơi cha ăn với tụi con đi cha. Rồi. Chút cha ăn sau tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ rồi đó. Rồi dép con nè. Cái này em thèm lâu lắm rồi. Ăn đi con, ra ăn với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó. Phần của em đâu? Nè. Cái trò. Cái này á hả? Con chán cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kép chính á, họ đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà xin? Em cha ích kỷ lắm. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đến gặp cha và xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi vì cha sợ nếu tôi đi rồi ai sẽ hát cái vai kép chính này đây, mà nếu không có ai hát á thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Dạ! Yeah. Đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này, nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sinh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia phà kìa. Thưa cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi, con được theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành.
bình tĩnh. Thành ơi, cha biết tiền con đâu. Đừng khóc nữa cha ơi, người cha mà con đã tôn thờ yêu kính. Hãy tha lỗi cho con vì đã vô tâm làm cha phải hãy xem như chưa từng lắm con ở góc nhờ năm nào. Anh chị đừng buồn vì na em xa vắng, mà hãy lo chăm sóc cho cha già, đừng để cha buồn vì nhớ thương em. Anh hai đừng cho cha múa cờ nữa vì cuộc sống của cha đang đau á. Anh Tư, anh hãy thay em diễn giai dùng tướng chỉ năm già bé bảy nhớ dân mùng cho cha mỗi lúc điền về. Còn bé tám á, không có được khóc nhè nữa, hãy phụ giúp gia đình khi không có anh. Cha ơi cha đừng quá nhớ con mà lâm trọng bệnh, sẽ quay về một ngày không xa. Thành ơi! Mấy đứa ơi, em của con nó không có bất hiếu nghe, nó không có hổn với tụi con đâu. Nó đi gì nó gửi tiền cho cha chữa bệnh nè. Mấy đứa, bố ra tìm em đi con, biết đâu nó còn quanh quẩn ở cái bến phà này. Tìm nó đi, nói là cha nhờ nó. Em đâu rồi Thành ơi? Về đây cha đợi đó Thành ơi. Thành ơi! Mẹ Hề có thấy Thành không? Con không con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Một bên con cô gian con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi.
con bao la biết mấy. Những đêm mong con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù căm nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Anh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa. Mẹ dưới ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Con cứ dặn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy. Những đêm hôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù căm nín, nhưng con thật lòng muốn. Nắm nào khó phai trong lòng.
hủ tiếu gò má, hủ tiếu gò mình phải sang. Ai ăn hủ tiếu gõ hông? Ăn con, ăn cho hai tô đặc biệt. Lạp cho chú ăn và bò vào viên không thôi, không ăn hủ tiếu đâu. Ăn hủ tiếu nhiều mập nha anh Quy. Vũ, hồi nãy em nghe em tưởng là nữ, đúng đó, thật sự là như vậy, tưởng là một cô bé. Đúng là mở cánh cửa đó ai cũng bất ngờ hết. Bất ngờ luôn. Bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú biết đi. Dạ con xin tự giới thiệu, con tên là Lê Tèo Em, con đến từ Cà Mau, năm nay con 14 tuổi. Tèo Em, Tèo Em cái tên nghe dễ cưng dễ sợ. Hôm nay con lên đây với ai? Dạ con lên với ba. Gia đình con đang làm công việc gì? Dạ mẹ con đi làm chuyên nghiệp, còn con với ba thì đi bán kẹo kéo. Vỉa hè chính là sân khấu lớn nhất, sân khấu trải dài cả một thành phố. Ở đâu có khán giả, ở đó chính là sân khấu của con. Xe máy, lo, micro có thể là tài sản lớn nhất của chúng con, nhưng âm nhạc mới thật sự là điều tuyệt vời nhất. Từ Cà Mau lên đây, cuộc sống ở nhà thuê nơi đây mai đó rất giả lắm. Thấy con lạc quan nó mới hát tôi cũng mừng lắm. Chỉ mong cho con đừng bỏ cuộc, cả gia đình cùng ủng hộ con. Mong muốn lớn nhất của con là bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để trở thành một ca sĩ. Lúc ấy con sẽ cho thằng em đến trường và cả con nữa, con cũng sẽ đi học. Cả nhà sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Hy vọng giấc mơ ngọt ngào này sẽ sớm trở thành hiện thực. Từ lúc nào? Dạ từ lúc con học lớp 4. Con có muốn đi học lại không? Dạ muốn. Nếu như mà chú có thể giúp con đi học lại, con có chịu đi học lại không? Dạ chịu. Cái lời hứa này thì nó nặng ký lắm. Đối với chú, đi học là cái quan trọng nhất ở trên đời. Dạ. Tại vì nó sẽ giúp mình có một cái nền tảng để sau này con muốn làm gì cũng được trong cuộc sống hết. Dạ. Hôm nay mình có duyên mình gặp nhau, chú gạt cần cho con. Chú hứa với con là chú sẽ tìm đủ mọi cách để cho con có thể đi ăn học tới khi con ra trường. Dạ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Tèo Em ơi, tại sao con quyết định tham gia chương trình này? Dạ tại vì con đam mê trở thành ca sĩ. Con còn có ước mơ nào khác nữa không? Dạ. Yeah, vậy đủ rồi. Với giọng hát như thế này thì cô nghĩ rằng là ước mơ đó hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực trong tương lai. Vì con là một người có giọng hát rất là truyền cảm. Trong cái giọng hát của con á, nó có nhiều cái tâm sự lắm. Nhưng mà trước khi mà thực hiện cái ước mơ lớn đó thì bằng cách nào đó phải quay về với việc học, vì nó sẽ giúp cho con thay đổi cuộc sống và gia đình của mình nó sẽ khá hơn. Bây giờ con an tâm rồi đó, con sẽ đi học, chắc chắn con sẽ đi học. Và chú sẽ bảo đảm con phải đi học, con không đi học là chú sẽ đánh con. Đánh đòn đi nha. Tèo Em, khi mà con nói về mọi thứ, khi mà con hát, khi mà con xuất hiện, con làm cho mọi thứ giống như dừng lại để nghe con. Và thật sự là cô và cả chú Huy cảm ơn chú Dương Triều Vũ đã tạo điều kiện cho bé lại quay trở lại đi học. Được một cái hành động rất là đẹp. Cô sẽ không nói thêm về cái gì hết. Quan trọng là con thích cái gì, con muốn chọn đội ai con cứ chọn. Chú nhìn con, chú không có thấy được cái sự tủi thân hay là cái gì hết. Con rất tự tin, con tự hào về bản thân con. Cái đó là nơi con bắt đầu, nơi con tới đâu thì cái đó hoàn toàn do con quyết định. Con cứ chọn đi. Rồi, sân khấu là của con nha. Dạ. Bây giờ con chọn đội bên nào thì cứ chạy đến và ôm chầm cô chú. Chạy tới để nói, để nha. Nói mình bỏ qua cái vụ mà chạy lại ôm chầm hay không vậy? Lần nào chạy lại ôm tôi cũng không có trường. Con nói đi. Dạ, con xin về đội của cô Ốc và chú Dương. Chúc mừng Tèo Em đã trở thành một thành viên trong đội huấn luyện viên Dương Triều Vũ Ốc Thanh Vân. Hãy quay trở lại trường học và tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình nhé. Như anh
Nè em mang đi em. Em mang đấy. Cả đêm sống bóng chót tu bé lại tự bằng một cô gái. Bây giờ gì đâu mấy đứa con nít mới bay lớn mà. Anh ơi ủng hộ tụi em vài cây kẹo kéo được không anh? Không không chị không mua. Chị ơi ủng hộ tụi em vài cây đi chị. Thôi chị sao mua tụi con đâu. Nhỏ mà hát nhạc người lớn không vậy? Hát nhạc này chú không có thích. Em có biết hát nhạc dân ca không? Dạ biết. Em bán kẹo kéo á mà em dạ. Hát nhạc dân ca thì nó tình cảm hơn đúng không? Dạ. Bây giờ em hát nhạc dân ca đi. Nếu mà hát hay á thì chị sẽ mua kẹo cho em được không nè? Dạ dạ để rồi. Em ra chuẩn bị nha chị. Go đi. Go. Và theo lời yêu cầu, cô xin rể của chú chị một bài hát dân ca được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Nhớ ai đời nỗi trôi đời.
Qua gì vậy, qua gì vậy? Nè. Qua một cái bánh bao hả? Ủa, ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Ờ, thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn ngang. À. Con luôn
thơm nồng một đời con không quên. Mẹ ơi bún riêu của đồng muốn xanh xanh rượu mắm tôm thơm nồng một đời con không quên. Mẹ ơi bún riêu của đồng. Sẽ ngồi bên mẹ bới chén cơm cho đầy để ta già đua cho lẹ, nghe hạnh phúc reo mừng như tiếng chim ca. Bữa cơm nào cũng vậy, khi tổ cá kho ráo trời lại ngó cha, cha nói tém tôm chia phần để nuôi cò. Anh em mình đều không hề trêu mà nghĩ thương cha, thương cả cánh đồng hoa. Mùa hạ hoa mau, mùa thu tàn hôm nào, mùa đông sẽ lạnh tới đâu. Chén cơm không cho đầy để con già đua cho lẹ, còn cha còn chiến khăn rằng cha mãi biết đồng xô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con tên là Phan Gia Hân, năm nay con 7 tuổi. Hai người đứng kế bên con, đó chính là trợ diễn của con. Đây chính là chị hai của con. Chị hai của con tên là Đặng Bùi Ngọc Bội. Còn đây chính là bạn diễn của con. À, bạn này thì tên là Hoài Minh. Bây giờ con xin bắt đầu tiết mục của mình. Mời mọi người cùng đón xem. Bánh bò bánh tiêu, em gánh ga cho kịp chợ chiều. Sáu ngàn hai cái, mời cô bác ghé mua giùm con. Bánh này ngon lắm, em lấy ở chợ ông Lánh. Cô bác thương tình, mua bánh về cho con cháu mình ăn. Bánh đây! Em ơi, bán cho chị cái bánh bò đi. Dạ, dạ. Chị ở bên đây nè, đưa đâu bên đó vậy? Bộ bị đuôi hả? Dạ, em bị bẩm sinh từ hồi nhỏ. Mẹ em sinh em ra là em không có thấy đường. Cho chị xin lỗi nha. Ủa, sao toàn là bánh mì không vậy? Em hát, em rau là bánh bò bánh tiêu mà. Dạ, thì chỉ có bài hát về bánh bò bánh tiêu, chứ không có bài nhà bánh mì hết trơn á. Em thích thì em hát thôi. Mà lỡ rồi, nhiều cái vậy em? Dạ, 3.000 một ổ. Bán chị nửa ổ đi. Ủa, sao kỳ vậy chị? Chị còn có 1.500 à. Em đưa chị nguyên ổ nè. Em tặng chị nửa ổ luôn đó. Chị ăn cho no nha. Chị còn đủ 3.000 nè. Nãy giờ chị giỡn với em thôi. Dạ. Dạ em cảm ơn chị. Thôi chị đi nha, chúc em bán hết. Dạ bye bye chị. Chị đó tốt thiệt á. Một ổ nè, hai ổ, ba ổ. Mình còn có ba ổ à. Chắc chắn đi thêm một vòng nữa sẽ hết ngay thôi. Ai mua bánh mì đây? Dạ anh. Anh Tý phải không? Anh nè. Qua đây anh nói nghe cái này nè. Wow, bữa nay có đôi giày đẹp quá ta. Bữa đẹp lắm hả anh Tý? Ừ, đẹp lắm luôn á. Em mới được người ta cho đó. Ủa mà nè, sao em không buộc dây giày lại? Để vậy là em dấp té nguy hiểm lắm á, em có biết không? Thôi, để anh buộc lại cho em nha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, xong rồi đó. Thôi, anh đi nha. Hôm nay á, mình toàn gặp là người tốt không à. Đúng là hoàng tử trong lòng em. Ây da. À. Ủa, có đau không dạ? Anh chưa kỳ quá à. Đã biết người ta vậy rồi còn chọc ta nữa. Thôi anh xin lỗi. Để anh buộc giày lại đàng hoàng cho em nha. Dạ. Ủa, bộ em còn 3 ổ bánh mì hả? Dạ. Hồi sáng mẹ anh mới cho anh 10.000 nè. Anh bao em 1.000 luôn, em bán hết cho anh đi. Dạ. Dạ của anh nè. Thôi mình đứng dậy mình đi về em ơi. Dạ. Ủa Gia Hân. Dạ. Nhà em bên đường này mà sao em đi hướng đó? Dạ, em đi mua thuốc cho mẹ em. Qua đây anh hỏi cái này nè. Ngồi xuống đi em. Anh hỏi thiệt cái này nè, mẹ em bị bệnh gì vậy? Dạ, mẹ em, mẹ em bị ung thư. Mỗi ngày mà em đi học với lại đi bán về, là em chỉ muốn ở nhà với mẹ em thôi. Nhà em tuy nghèo, nhưng mà em chỉ cần có mẹ là đủ. Từ ngày á mà mẹ em sinh em ra là em không có ba. Em không có ba giống như anh đâu.
giúp anh tí rồi. Thôi em đừng có khóc nữa, để anh lau nước mắt cho em nha. Thôi em không khóc nữa đâu. Ủa mà anh Tí ơi, hả? Hồi nãy á, anh lau nước mắt kem mà cái khăn gì mà em thấy cái mùi nó kỳ kỳ á nha. Anh xin lỗi em nha, cái đó là đôi vớ hồi nãy anh mới đi đá banh về, anh quên anh bỏ vô túi anh lau nước mắt cho em luôn rồi. Hả? Anh lấy đôi vớ anh lau nước mắt cho em hả? Em đừng có giận anh nha. Ghê quá à. Mà nè, mẹ anh mới mua cho anh chiếc xe đạp mới á, kể từ ngày mai anh sẽ chở em đi học, em chịu không? Thiệt hả anh Tí? Em chưa bao giờ được đi xe đạp hết, em cảm ơn anh Tí. À, một tiết mục dễ thương mà rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn hai con. Hai con đã phụ diễn cho bạn ha. Rồi, mời các con có thể vào trong. Mấy cô chú thấy tiết mục này sao cô Việt Hương à? Con có năng khiếu, con có giọng nói, nhưng mà con đang rất là bản năng. Có nghĩa là mình có sao mình làm vậy, con chưa biết con phải làm gì. Bây giờ cô sẽ ủng hộ tinh thần để con bước vô. Tại rất ít có diễn viên đi thi kịch. Một vé cho con. Con cũng rất là thông minh, con cũng hiểu biết được cái vai diễn của con để con đi tới cuối. Con không có xả vai giữa chừng, cái đó là cái cô thích. Thì cô cũng đồng ý cho con một cơ hội để bước vào trong, để con được học hỏi nhiều hơn trong cái chương trình thử tài siêu nhí này. Con cũng có những cái hài nhỏ, dù là ấy nhưng mà con rất là tự nhiên trong cái diễn xuất của con. Thì cô hy vọng rằng là con sẽ bước vào trong nữa, là con sẽ được huấn luyện viên dạy cho con thêm nữa để con tiếp tục thử tài siêu nhí. Cô sẽ cho con một vé bất giả. Vậy là đã có 3 sự đồng ý từ ban giám khảo, chúc mừng con. Rồi, bây giờ thì con sẽ về với lớp của chú Quốc Đại nha. Dạ. Rồi, chúc mừng con. Chú Quốc Đại tôi. Tấm hôn duyên sao nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sâu, tiếng về nức nở tràn chứa sân trường, còn lại hai đứa cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn. Ngoài trời phượng rơi trống lông vẫn vương, nhớ những bàn thân chung một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi một tà áo tím, dù xa nhau nhớ đừng lãng còn học sinh.
học sinh vẫn nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không phiền không sầu vì ai, màu mắt hơn ngay tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn xót bên tai, những lòng chưa hề yêu ai, bến xuân xinh ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, mái trường thân mến và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trốn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Dạ con xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả đang có mặt ở tại sân khấu ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Ngô Quốc Dương, mọi người hay gọi cái tên thân thương là Cu Bo. Năm nay con 5 tuổi. Hôm nay con đến với chương trình Tự Tài Suy Nhí, con kể cho một câu chuyện cho ban giám khảo và quý vị khán giả. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám. Sao con kể chuyện mà con hết một cái tức tử vậy? Tại vì cái nhạc đang máu quá. Chú Nghĩa còn tưởng là con phải làm một cái gì nữa. Câu chuyện này là hết. Trời ơi. Không, mà đủ rồi. Cái con là một cậu bé 5 tuổi mà cái năng lượng con bung ra như thế là đủ rồi. Con hát cái mặt con máu lắm, con biết không? Cái kiểu giống như con bóng mày mà không lên tao giết mày chết á. Cái kiểu á. Đáng yêu quá. À, mấy cô chú nhận xét về phần trình diễn của con sao ạ? Xin chào Xoái Nhi. Trong cái ca, trong cái diễn xuất của con, nó có cái sự tự tin của con vô cùng. Mà những cái lúc mà khi mà đang ca chánh mà có cái nhạc bè trong đó, mà con ca vẫn là coi không có một cái gì lỗi gì trong đó hết á. Tuyệt vời lắm. Cô là cô thấy cô chọn con rồi đó. Rất là sáng sân khấu, giọng rất là bén, rất là sáng. Rồi thêm một cái là con cũng biết nhảy nữa. Nhưng mà có điều cô hơi bất ngờ, cô là không biết ai dạy cho con mà cái lúc bóng bóng bang bang, mà cái miệng thì phải bóng bóng bang bang, mà cái chân quơ quá trời quá. Cái nhịp nó vậy đó. Nhưng mà con nhịp rất là chắc, con làm rất là tốt, chúc mừng con. Chú rất là yêu quý con. Con dễ thương. Con cũng trắng trắng, mập mập giống chú. Mập thì là dễ thương đó nha. Tôi nghĩ là cái bên đây là hai người mà sung nhất là anh Đại với lại Thiện là mê. Dạ. Mê. Sao chứ Thiện? Dĩ nhiên rồi, Soái Nhi là phải đi với Soái ca. Ca luôn. Tự nhận mình là Soái ca. Tự nhận Soái ca vậy thôi. Ở đây ai là Soái ca, mọi người coi đi. Mình im lặng đi chị. Chứ giờ sao ta? Anh Đại anh nhường em đi. Em năn nỉ mà anh Đại này, ở đây là không có nhường nhịn gì ở đây. Bây giờ là Thiện muốn mà giành. Dạ em chắc chắn là phải giành cho này được thì... Nhưng mà khó lắm. Sao tại khó? Vì mặc định là từ 4 tuổi tới 6 tuổi là à không mặc định anh. Em bạn nó hát nhạc nhẹ và bạn nó nhảy phong cách của em không là em giành định, được mà. Nhưng mà mặc định là trên đây có chọn hay không thì dưới đó mới được giành. Dạ dạ. Giành câu quá.
Dạ để em giải trình với ban giám hiệu luôn là thấy ban giám hiệu là ghiền dữ lắm rồi, là nên mặc định luôn là đậu rồi. À, thầy hiệu trưởng ơi, đậu không? À, chúng ta cùng dòng nhà. À, thầy hiệu trưởng ơi, tuy em không cùng dòng nhạc với anh nhưng bé rất hợp với em, cho bé về với em đi, em năn nỉ. Nhưng mà giờ thầy có cho đậu hay không đã? Bao nhiêu hiệu trưởng hiệu phó mê con rồi thì con biết là chắc chắn con sẽ được về. Được. Nhưng mà bây giờ là bao nhiêu sự đồng ý nhà đầu tiên là giám khảo à. Cô hiệu phó Đoan Trang trước đi, nãy cô hiệu phó Đoan Trang nói là coi như có một vé đậu rồi đúng không? Nhờ cô khẳng định lại điều đó. Cô đồng ý. Đồng ý. Chúc mừng con. Cô Diệt Hương nè, đậu luôn rồi. Cô Diệt Hương đậu luôn. Thầy hiệu trưởng Quang Lê, một phiếu của Quang Lê. Cô Thanh Hằng, một phiếu của Thanh Hằng. Chúc mừng con. Cái vấn đề là bây giờ con về lớp nào đây nè? Con ơi. Dạ. Con thấy con hợp với chú không? Dạ nè. Có. Dạ có. Đó, thấy chưa? Đây nè. Anh phải làm gì tóc đi chứ? Tóc màu đẹp trai như nhau. À, đẹp trai như nhau. Bổ mồ hôi quá nè. Trời ơi. Trời. Anh Đại, lên kế bên, lên ngồi trời kế bên. Trời ơi. Ngồi kế bên đi. Đó. Ngồi đây. Đó. Nói chung là ôi, lạc quẻ dễ sợ. Nói chung là nếu mà sử dụng sắc đẹp á. Không phải, em không có nói về sắc đẹp, em nói về phong cách trẻ trung soái ca này nọ. Anh có biết nhảy không? Bông. Đó. Đó anh nhảy thử coi. Em nhìn bé nhảy đi, em nhảy theo. Cái đó nhảy đâu hồi xưa sao? Rồi, bây giờ âm nhạc nè, bây giờ có ai nhảy hợp nhất, nhảy sung nhất thì được nè. Vô bây giờ con nhảy chung với chú nha. Âm nhạc. Thế là khó quá. Đó. Anh Đại đó. Ơi. Rồi là đó. Khó quá cho Quang nha anh Đại. Cho chàng pháo tay được không? Dành cho bằng được. Em cũng phải dành cho bằng được. Huỳnh Mến. Tại vì chỉ có cô Huỳnh Mến mới nhảy được vậy thôi. Và cuối cùng là tôi cảm thấy là giữa Quốc Đại và Chí Thiện thì tôi thấy là 1, 2, 3 Quốc Đại. Chúc mừng Quốc Đại. Thấy Quốc Đại nhảy đẹp quá không? Nhảy đẹp quá. Rồi con với thầy giáo của mình đi nào. Không sao, có quyền qua thăm. Cũng quê nhà. Cô chú giám khảo và quý vị khán giả nhớ ủng hộ con nha. Tía ơi, hai má con gì? Thăm tía nè tía ơi. Ông ngoại. Đứa trời nào ơi. Ở ngoài đó vậy bay? Con là tía. Con đứa nào? Trời đất ơi, thiệt tình á, đâu đứa nào? Khổ ghê vậy. Ông ngoại. Trời đất ơi, cha bay vậy hen. Trời. Một năm nay rồi bây giờ mắc mớ gì không có thư từ gì hết trơn cái vậy? Trời, cho tía bất ngờ mà. Bất ngờ ghê hen. Trời đất ơi, lâu ngày gặp lại cháu ngoại có trụ chua ông quá. Một năm này không có gặp nó nhớ cái điều muốn vớt nước mắt với nó vậy đó. Ủa nó nghe nè, sao ở trên thành phố mà cũng bà ba giống ông ngoại dữ vậy bây? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Lúc nào cũng nằm trong tim hen. Vậy chứ con còn nhớ cái gì ở quê mình nói ông ngoại nghe coi. Con còn nhớ lũy tre làng nè. Con nhớ cái áo bên nhà bà Bảy nè. Con nhớ rặng bí nè. Con nhớ cái hàng dừa xanh nữa nè. Trời nhiều dữ vậy đó hen. Dạ. Thôi bây giờ vậy đi đường xa mệt. Hai mẹ con bay vô trong rồi coi rửa mặt rửa mày rồi đi. Rồi cái ông ngoại đi ra mấy cái luống rau đó hen. Hai mấy cái đọt bầu, đọt bí rồi kia về luộc lên rồi chấm nước chấm của ông ngoại làm ngon ba cháy bù chét luôn. Thôi. Ông ngoại á vô nhà nghỉ đi. Mẹ cũng vô nhà nghỉ luôn đi. Dạ. Mấy cái chuyện mà hái rau đó. Là đối với con là chuyện nhỏ xíu à. Ủa nhỏ xíu luôn em. Dạ. Bằng được em. Dạ được. Nhưng mà mấy cái luống rau mấy cái clip đồ này kia là ông ngoại đó bồi đắp nó lên hết trơn ở chỗ rồi. Rồi sao con biết được cái chỗ nào là rau này rồi chỗ này là rau kia? Sao con nhớ được? Hình bóng quê nhà lúc nào cũng nằm trong tim con đi nè. Cha bay gì cũng hình bóng quê nhà. Vậy là mần được hen. Dạ được. Rồi vậy mần cho ông ngoại coi thử hen. Dạ. Rồi thôi bay vô coi vô trong người nghỉ ngơi đi hen. Dạ. Làm nghe hen. Dạ. Đi vô đây tiếp. Đây đó ta nay vô rửa mặt rồi đi hen.
Cảm ơn con. Con đã hoàn thành phần thi của mình rồi, tốt lắm. Bây giờ thì nghe các cô chú nhận xét nha. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Ông ngoại với mẹ của con hỗ trợ cho con rất là tốt. Ông ngoại dễ thương lắm. Con là có sắc nè, có thanh nè, con hát rất dễ thương, hát hay, tròn, vành, rõ chữ. Cái câu đầu tiên của bài hát ít ai biết lắm, mà tại vì cái câu đầu tiên là về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Con chim sáo không bao giờ hót, đố trên đời này mua được con chim sáo mà nó hót được. Nhưng mà bởi vì cố nhạc sĩ Thanh Sơn dùng cái chữ chim sáo cho nó gần gũi với làng quê và dùng cái chữ hót vang, nghĩa là cố nhạc sĩ Thanh Sơn thừa biết con sáo nó hát không được nhưng mà đưa vào nhạc cho nó có hồn. Nhưng mà đây là một bài hát kinh điển đi vào lòng người. Nhiều năm qua phần trình diễn của con chú thích. Cái mà cô thích ở con á là cái phần âm thanh của con rất là đều, từ nốt thấp cho tới nốt cao. Chính vì cái âm thanh của con đều cho nên con đi tới cuối bài hát tạo một cái cảm giác nó tròn trịa. Thì với một cái sự trình diễn vừa rồi tròn trịa và cô không có chê vào đâu được, thì đối với cá nhân riêng của cô khó mà đánh rớt con lắm, cho nên cô cho con một vé vào vòng trong. Cảm ơn cô Đăng Trang. Và bây giờ thì cô Hằng. Đúng như cái chất giọng con ca dân ca, có cái giọng rõ ràng, giọng tốt, giọng sáng. Bây giờ đó, hồi nãy giờ là con nghe hết rồi, con nghe ý kiến của bốn người rồi. Con phải biết, nếu con được đi tiếp, con phải làm gì để chinh phục được khán giả đang xem truyền hình. Ngay bây giờ, chú cho con cơ hội, chú cho con một phiếu. Một phiếu từ chú Quang Lan. Chú. Cô Thanh Thằng thì sao ạ? Cô cho con một phiếu để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Thằng. Như vậy là mình đã đủ ba phiếu rồi. Con sẽ vào lớp dân ca cải lương của cô Bình Tinh. Xin chào bạn giám khảo. Bây giờ con xin bắt đầu màn trình diễn của con là Ngựa Ô Thương Nhớ. Con tên gì? Dạ con tên là Nguyễn Ngọc Quy Chương. Năm nay con 7 tuổi, con đến từ An Giang. Rồi. Tôi chưa bao giờ tôi gặp một ca sĩ nào hát nhạc rock mà cái mặt bún ra sữa vậy. Dễ thương quá, nãy giờ con hát là thấy chú Chí Thiện ngồi nhoi nhoi nhảy như nhảy ngựa luôn vậy đó.
Tại vì hả, bé vừa có cái phong cách biểu diễn, nhìn cái đầu quả đầu rồi tôi mê rồi. Trời đất ơi, ai làm tóc cho con vậy? Dạ, mẹ con làm. À, trời ơi, khi mà đứng mà con giao lưu á thì con lại trở lại một đứa nít rất là dễ thương. Và khi con hát con rất là máu lửa. Chú thích nhất là cái đoạn mà con hát con đang về anh đó nè. Rất là biết cách diễn và biết rất rất biết cách dàn dựng để tiết mục của con hấp dẫn. Con có biết diễn kịch không? Dạ có. Tại vì con lanh quá à, biết làm chủ tình hình sân khấu. Con có biết tại sao mà nãy con hát ngựa ô mà ngựa ô chạy lẹ dữ vậy không? Tại con đâu có hát đâu, con hát không, con chạy quá giờ chạy luôn dưới đây cô, vì cô còn xém chạy luôn á. Thiệt á, lúc sau là chịu bứt xà luôn, chịu nổi là xét luôn lên tới tuốt trên trời luôn rồi. Ngựa chạy mất tiêu luôn rồi. Nhưng mà dễ thương lắm cô. Nhưng mà diễn tốt quá. Diễn tốt. Lên sân khấu diễn kỹ thuật máu lửa. Của con máu lửa mà biết cách diễn, biết cách thu hút khán giả lắm. Có duyên nè, đồ mẹ may cho con rất đẹp nè, giọng sáng, có giọng. Nhưng mà tổng thể chưa chắc. Bởi vì sao? Bởi vì mình chưa có bình tĩnh. Cho dù mình hát bài chậm hay bài nhanh, mình cũng phải tập trung, mình cũng phải rất là điềm tĩnh để mình xem mình đang làm cái gì, đang kể câu chuyện gì nha con. Dạ, cảm ơn. Thôi là thất nhịp là rất là uổng, với thêm nữa phát âm phải gọn lại. Có nghĩa là lần sau sẽ quay trở lại con sẽ chắc hơn nha. Ok. Hả, vậy là cô không chọn hả? Vậy không chọn rồi, giờ cô về Hương chọn không cô Hương? Nếu mà con thi kịch á, thì cô chọn, con thi ca thì hẹn con mùa sau. Dạ à, con kịch được cô. Thì cô sẽ diễn con coi. Diễn cái này. Thôi giờ vậy đi. Giờ dạ, con có thể con diễn một cái đoạn nào đó mà con đã chuẩn bị từ trước rồi cho các cô chú đây coi hay không? Dạ có. Rồi mình thử diễn coi sao. Thằng diễn một bơm mình. Rồi diễn luôn thằng bơm. Mằng việc từ sáng sớm tình mờ tới giờ. Tàn ơi nó mệt gì đâu à, người ta mới có 7 tuổi à, mà cái lão phú ông này bóc lột sức lao động trẻ em dễ sợ luôn. Làm ghét mà bơm tôi càng ngày càng ớn à. Biến đổi khí hậu làm cho đâu đâu cũng nóng quá trời quá đất. Cũng nhờ cái quạt mo này mà con người tôi mới mát từ chân tóc, mát xuống cái móng giò, mát từ trong ruột, mát ra cái mặt tiền. Điện thoại reo. Phú ông. Alo, Phú ông gọi con có chuyện gì vậy? Hả? Đổi quạt. Muốn gì ông cũng chịu. Dạ, ông đổi cho con cái gì cũng được. Nhưng con không lấy ao sâu cá mè, một bè gỗ liêm, con chim đầu mồi đâu nha. Mấy cái đó xưa rồi diễm. Theo câu chuyện là con lấy gói soi hả? Ok, bé chịu. Em lẻ lẻ nha ông. Không phải một gói, mà là 1000 gói nha. 1000 gói đó, người ta chia cho cả làng, ai cũng được ăn no nê. Còn cái mạt mo này, lão phú ông cứ đem về mà quạt cho mỏi tay đi nha. Bòm đi mua máy lạnh đây. Nhớ nha, đừng khinh thường chỉ khôn của con nít nha phú ông. Rồi, cảm ơn con trai đến đây. À, Bòm vừa mới trình bày thêm một cái khả năng khác của mình, đó là diễn kịch. Cô Việt Hương thấy sao ạ? Chịu hả? Chịu. Dạ. À, chỉ có điều là giờ nè, bây giờ cho con vô thì không biết là cái đội bên kia, cái thầy các cô giáo, thầy giáo là sẽ cho con đi về cái phần nào. À, phải cho con một cái phần gì mà có chút xíu hát, rồi có chút xíu diễn nữa mới được. À. À. Thì cái đó là tùy thuộc vào thầy Chí Thiện, thầy chú Lê làm sao? Thật sự là từ lúc mà con hát là chú đã đồng ý rồi. Tại vì khi mà có những cái khuyết điểm nhỏ thì chú cũng không có phải là quá khắt khe. Nhưng mà đến khi mà con lại trổ thêm một cái tài năng mới thì lúc đó chú lại càng thích hơn. Và chắc chắn con sẽ nhận một phiếu từ chú Quang Lê. Một phiếu từ chú Quang Lê. Dạ con cảm ơn chú. Cô Hương ơi, giờ cô Hương có suy nghĩ lại chưa? Cô chịu đó, cô chịu rồi. Vậy là 2 phiếu rồi. Dạ con cảm ơn cô. Một phiếu nữa thôi, từ cô Đăng Trang hay cô Thanh Hằng đây? Cô Đăng Trang. Cô thấy con có một cái sức hút gì đó,
Mặc dù mọi thứ nó chưa có chắc chắn đâu, nhưng con có sức hút. Chúc mừng con, cô sẽ cho con cơ hội. Yeah. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đăng Trang. Trời ơi, nãy giờ chú cứ lo là mấy người chú nó không chọn. Bởi vì chú thích con từ khi con bước ra sân khấu rồi ha. Một cái cậu bé mũm mĩm dễ thương, mặt tròn quay sáng trưng vậy nè mà hát rock. Thì đương nhiên ở tuổi của con vẫn còn một số cái khuyết điểm, nhưng mà không sao đâu, chú Chí Thiện sẽ khắc phục điều đó cho con. Và chú Chí Thiện nhớ nha, hãy tạo ra những tiết mục nào đó mà phát huy luôn cả cái phần diễn xuất của bé nữa. Chạy về với thầy của mình đi con.